Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ bảy nha quý vị. Máy tay thì không biết nha, tại vì bán ngẫu hứng cho nên không có sổ sách, không có gì trơn á. Cái bonsai này là 558 hả bi? 558 nha quý vị. 5 cây mai chiếu thủy 250 bao phí ship hả quý vị. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Đó, rồi 5 cây tôi quay cho quý vị coi ha. Cái lon bò cụng là tỷ lệ nha. Đó, giờ quay từ cây nè. Cái này là bán vui dân nghệ thôi nha quý vị, chứ không có lời gì trơn, bao nhiêu hết trơn nha quý vị. Công cán là hết trơn luôn rồi nha, coi như cái này là bán vốn không đó. Bán cho nó ghiền ghiền, bán cho nó vui vậy đó. Từ ở nhà tôi mà tôi chạy qua tới bên mà chỗ anh này ở trên cái dầu đó nha. Anh này cách tôi 135 cây số, bằng đi bằng về là 270 cây nha quý vị. Loại này nè. Rồi, 250 5 cây xuống luôn quý vị ơi.